quá nguy hiểm rồi anh ơi. Tôi là chờ chiếc xe nè. Sự cố cái nhà ơi. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình đang có mặt tại chùa Ông Kho để kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975, ngày quốc tế phụ nữ là ngày 1/5. Hôm nay thì chỗ Ông Kho thì có tổ chức bơi bò lãi đó nè. Quá nguy hiểm rồi anh ơi. Tôi là chờ chiếc xe nè. Sự cố cái nhà ơi. Chỉ đèn có sự cố. Tôi mới nập cho cái lỗi á. Kìa là chạy quá trời nhanh. Kìa lái làm sao mà cái trúng chân rồi. Chúng chung nhỏ hơn cái nhà. Chúng ta làm sao nó hỏi đây. Chúng dài, chúng dài. Chúng sao cái nhà. Chiếc ghe thì giờ đang tập luyện. Thì tự nhiên chiếc ghe lớn mà chạy ngang rồi. Chắc đào xíu thôi. Cũng dài nhiều. Cái ngực cũng ngực nữa rồi. Cũng dài á. Cái dài dài. Dài bự á. Dài ngực cũng xuống ngay cái đó là ngay ngực. Mà nói tiếp là anh xin chơi tôi. Mà bật quân đó là dân mà tập trung lại thắng đại á. Chuẩn bị anh thua lại. Thua lại hai dân ơi. Ta bật quân đó thôi. Tập trung lại đó. Hôm nay thì cũng nghe nói gần 40 ghe đó nha. 40 ghe vào lãng. Khán giả hai bên bờ sông đó cũng rất là đông. Ở chút xíu nữa thì mới làm lễ thôi mà. Cái nhà khán giả hai bên bờ sông cũng rất là đông luôn. Một
lên 1 2 3 alo. Ba bà con vô năm giảm nha, bà giảm từ lão nè. Các cô đi với tụi ngơ nó như một chân như này vậy. Các cô đi với tụi ngơ nó như một chân như này vậy. Các cô đi với tụi ngơ nó như một chân như này vậy.